Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Thì trước mặt quý chị là mẫu xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 AT đặc biệt màu trắng ha. Thì mẫu xe này đang có sẵn tại đại lý bên Tâm. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để báo giá chi tiết chương trình lăn bánh tiền mặt cũng như là qua hỗ trợ ngân hàng để cho quý chị mình được nắm rõ và sẽ tư vấn với chị về phần lãi suất cũng như là về phần thủ tục ngân hàng quý chị cần chuẩn bị khi mà quý chị mua ngân hàng. Kèm theo đó thì Tâm sẽ báo giá lăn bánh tiền mặt cho quý chị mình được nắm rõ luôn để từ đó quý chị mình có thể cân đối tài chính, lựa chọn cái mẫu xe phiên bản xe phù hợp với tầm tài chính, phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hết quý chị. Thì không làm mất nhiều thời gian của quý chị thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết về giá bán của cái dòng xe này luôn. Thì hiện tại Hyundai Elantra phiên bản 1.6 AT đặc biệt này thì hiện tại nếu mà lăn bánh tiền mặt quý chị có hộ khẩu tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây xung quanh thì quý chị chuẩn bị giúp Tâm 691 triệu là quý chị mình có thể nhận xe rồi hả quý chị. Đó là tất cả các chi phí mà quý chị có bỏ ra để mình lăn bánh cái con xe này về nhà hả quý chị, không phát sinh chi phí gì thêm. Rồi còn về phần mua qua hỗ trợ ngân hàng thì hiện tại lãi suất đang rất là ưu đãi, chỉ từ tầm 6,85% cho đến 8% trên một năm thôi, nên quý chị mình yên tâm về vấn đề lãi suất ha. Đâu đó thì như quý chị cũng đã thấy thì tầm 600.000 trên 100 triệu, với quý chị vay 100 triệu thì có 600.000 trên tháng thôi, mà 100 triệu mà một năm thì tính ra cỡ cho 7 triệu đi, thì đâu đó cái mức lãi nó rất là tốt luôn ha. Còn về hỗ trợ về phần vay á, thì vay thì hỗ trợ tối đa vay là 8 năm, mình có thể vay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm tùy mình. Trường hợp mà quý chị mình có tiền thì mình có thể sang năm thứ hai hoặc là thứ ba hoặc là có thể là năm đầu tiên luôn mình bỏ vào 50 triệu hoặc 100 triệu thì nó sẽ giảm lãi, giảm gốc và hàng tháng mình đóng sẽ ít lại hay quý chị. Còn về thủ tục ngân hàng thì quý chị yên tâm, chỉ cần căn cước công dân, nếu mà quý chị mình có gia đình thì cần căn cước công dân của anh và chị, giấy đăng ký kết hôn, còn nếu mà mình độc thân thì cần căn cước công dân của một người và giấy xác nhận độc thân là mình có thể hoàn tất cái bộ bổ sung hồ sơ vay xe rồi. Đó là các thủ tục. Còn nếu mà quý chị cần tư vấn chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại phía bên trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình hết quý chị. Rồi thì sau đây thì Tâm sẽ giới thiệu chi tiết ngoại thất, ngoại thất các cái tính năng xe, xem xe được trang bị những cái tính năng gì hết quý chị. Đầu tiên là về phần đầu xe, như quý chị cũng đã thấy thì lưới tản nhiệt được mạ chrome bóng màu đen, mà đen bóng ha, đen bóng. Phía trước thì được trang bị logo này. Logo được đặt lên phía trên giúp cái xe mình nó sang trọng và nó thể thao, nó có cái kiểu mà nó hiện đại ha. Rồi đèn định vị ban ngày dạng led ha, nó dài ha. Đèn pha cốt dạng bi led luôn, nó được trang bị ba bóng luôn ha, ba bóng giúp anh chị mình di chuyển ban đêm rất là sáng luôn, và cái nó tạo cho mình cái cảm giác mà an toàn và an tâm hơn. Rồi phía dưới này thì có cái hốc để làm mát cho bánh xe ha. Khi mà mình di chuyển đường dài thì có cái hốc này nó sẽ tạo cái độ mát cho bánh xe, giúp cái bánh xe nó ít hư hỏng hơn. Về phần mâm xe thì mâm xe được trang bị mâm 16 inch với cái thông số là đây 205 55R16. Rồi mâm thì mâm đúc ha, được sơn đen luôn ha, giúp cái xe nó thể thao và nó cứng cáp hơn. Phanh trước phanh sau thì được trang bị phanh đĩa hoàn toàn luôn. Ngoài ra thì mỗi bánh xe nó được trang bị cảm biến áp suất lốp, nó sẽ báo cụ thể về màn hình táp lô. Trường hợp mà mình bị thủng hay là bị thiếu hơi thì nó sẽ báo về màn hình táp lô giúp anh chị mình tiêm hơi hoặc là mình đi vá xe nó để di chuyển an toàn và an tâm hơn. Gương chiếu hậu thì được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và có đèn xi nhan tích hợp trên gương. Tay nắm cửa có nút bấm mở khóa cửa thông minh. Khoảng sáng gầm xe của xe này là 150mm ha, giúp anh chị mình di chuyển trên đường có những cái gờ cao hoặc qua cầu có gờ cao á, mình sẽ cảm giác nó an toàn và an tâm hơn, chạy mình lái nó tự tin hơn hả anh chị. Rồi. Phần đuôi xe thì được trang bị cụm đèn hậu full led ha, nó nói liền từ bên phải và bên trái luôn. Rồi, nó dạng chữ H, kiểu như cái logo Hyundai của anh chị, giúp cái xe mình tạo nên cái vẻ đặc trưng riêng, là khi mà mình chạy ban đêm mà mình nhìn xe này là chắc chắn là Elantra rồi. Phía sau này còn được trang bị cái logo Elantra cách đều ha, tạo xe nó sang trọng hơn. Có cam lùi nè, cam lùi nó giấu trong này,
giúp nó an toàn hơn, không có bị trộm ha. Đây phía dưới này là cảm biến lùi nè. Rồi, phần cốp xe thì mình mở ở đây nè. Cốp xe thì cực kỳ rộng rãi luôn, đây như anh chị cũng đã thấy cực kỳ rộng rãi. Phía dưới này là mâm lớp dự phòng và bộ đồ nghề zin theo xe nè. Đây, mâm là mâm đúc luôn theo xe luôn chứ không phải mâm sắt hết quý chị, nên quý chị khi bị thủng thì mình vá mình thay mình chạy nó sẽ không mất cái độ mà thẩm mỹ của xe ha. Hàng ghế sau thì cực kỳ rộng rãi luôn, đây hàng ghế sau thì cực kỳ rộng rãi, có cửa gió điều hòa ghế sau luôn ha, quý chị mình đi đường xa nó sẽ khỏe khoắn hơn. Rồi, tiếp theo quý chị cùng tâm về phần khoang lái ha. Khoang lái đây để tâm đề máy lên ha. Xe này là xe số tự động, xe số tự động nên quý chị chỉ cần đạp phanh và nhấn nút là xe sẽ đề nổ. Trường hợp này là xe được trang bị nút đề nổ tay tấp luôn ha. Đây nhấn nút đề nổ nè. Đây màn hình hoàn toàn bằng điện tử luôn ha. Bên trái là tốc độ của xe, bên phải là dòng chuông máy, ở giữa là màn hình đa thông tin biểu thị các thông tin của xe ha. Rồi, bên trái cửa tài thì nó được trang bị chỉnh gương điện, gập điện. Đây chỉnh gương điện, gập điện và có đèn xi nhan tích hợp trên gương ha, gập điện luôn. Đây có đèn xi nhan tích hợp trên gương, gương điều chỉnh lốc lốc mở cửa ha. Rồi đây là nút mà tắt và mở cân bằng điện tử, khi mà quý chị nhấn vào nó hiện chữ up up, đây up up trên cái màn hình nè, là hiện tại nó đang tắt, mình nhấn cái nữa là nó tắt cái biểu tượng đó, là nó đang bật, đang thực hiện cái chức năng cân bằng điện tử ha. Mình di chuyển cái đường chờ chân trượt hay là mình qua cua này kia nó sẽ cân bằng cái xe, giúp cái xe mình nó di chuyển ổn định hơn. Có đèn tự động gạt mưa tự động luôn, đèn tự động mình bật auto nè, khi qua hầm Thủ Thiêm thì vô hầm nó sẽ tự động bật đèn, ra hầm nó sẽ tự động tắt đèn, tránh cái tình trạng mình quên mình sẽ bị phạt nguội ha. Rồi đây là gạt mưa tự động nè, vô lăng bọc da, có nút tăng giảm âm lượng, đồng thời gánh tay, Google Control, rất nhiều tính năng ha. Màn hình thì được nối liền từ bên phải bên trái luôn nè, giúp cái xe nó sang hơn. Có bản đồ dẫn đường dành riêng cho Hyundai, có cảnh báo tốc độ, có nối Android Auto, Apple CarPlay, rất nhiều tính năng luôn ha anh chị. Điều hòa nè, điều hòa thì bằng điện tử luôn, hoàn toàn bằng điện tử. Điều hòa tự động hay dùng độc lập luôn ha. Tăng giảm gió nè, sấy kính trước nè, kính sau và hai kính hậu nè, lấy gió trong gió ngoài nè, số nè, chế độ lái ha. Xe được trang bị 3 chế độ lái nè, Normal, Eco, Sport. Tùy chế độ lái nó sẽ can thiệp vào mức chuyển số nè, vòng chua máy để tạo cái cảm giác phấn khích, hoặc là tạo cho xe cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp để cho quý chị mình di chuyển tối ưu quá tài chính, cũng như là tạo cho quý chị mình cái sự phấn khích khi mà lái chiếc xe này ha. Đây Sport nè, mình đạp con gái là nó giọt ha, rất rất là bắp luôn. Số B, số R, số N và số D nè. Số R nè, trong vào số R nó có cam lùi nè. Cam lùi này thì nó sẽ hỗ trợ dự đoán góc lái luôn ha anh chị. Dự đoán góc lái luôn. Rất là tiện luôn ha. Còn đây là phanh tay điện tử nè, mình nhấn xuống là để hạ phanh tay, là nó tắt cái biểu tượng phanh tay rồi. Mình kéo lên nè. Kéo lên này nó sẽ hiện biểu tượng phanh tay. Nó đang bật ha. Auto horn thì nó sử dụng khi mình nhấn vào nè, nó sẽ hiện chữ auto horn nè. Khi mà mình nhìn đèn xanh đỏ, mặc dù ở vị trí D. Dạ rồi, đó là chi tiết nội thất, ngoại thất, các tính năng xe, cũng như là giá bán tiền mặt, cũng như là qua hỗ trợ ngân hàng của Hyundai Elantra phiên bản 1.6 AT đặc biệt. Thì quý chị nào có nhu cầu tư vấn về xe hoặc giá xe, cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tất cả các thắc mắc cho mình hay quý chị. Nếu mà quý chị mình thấy hay và bổ ích thì có thể cho Tâm một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn lại quý chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo. Thank you.